Xin chào anh chị và các bạn, chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video quảng cáo bán hàng và kiếm tiền trên Facebook bởi giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và để không mất thời gian nữa, trong video này thì tôi sẽ nói với các anh chị và các bạn là các cái chiến lược để các anh chị làm đổi mới sản phẩm. Thông thường thì khi chúng ta bán hàng, chúng ta làm kinh doanh thì chúng ta có xu hướng thường là hàng hóa bán tốt rồi thì chúng ta cứ thế mà bán thôi. Chúng ta ít khi nghĩ đến cái việc đổi mới sản phẩm. Thế nhưng mà đây là một quan niệm rất hết sức là sai lầm. Bởi vì mỗi một lúc mà chúng ta cạnh tranh thì có thêm rất nhiều những cái đối thủ vào thị trường nữa, cũng có thêm rất nhiều những cái sự lựa chọn mới trên thị trường dành cho khách hàng, cũng có thể là nhu cầu của khách hàng cũng đã thay đổi, họ đã chán cái mẫu mã hình thức như vậy rồi, thì cái người bán hàng như chúng ta thì phải liên tục đổi mới mẫu mã, hoặc là có những cái giải pháp để mà làm mới sản phẩm, hoặc là tạo ra những cái sản phẩm đột phá khác. Thì đây là một số lời khuyên để các bạn làm, các bạn bắt chước để các bạn làm theo nhé. Tại vì muốn khách hàng mua nhiều hàng hơn hay là tái mua nhanh hơn thì bạn cần phải nâng cấp sản phẩm của mình. Tôi sẽ lấy ví dụ như là điện thoại iPhone. Có lẽ các bạn không xa lạ gì với cái điện thoại iPhone mà tôi đang cầm, có cái hình gọi là bếp than tổ ong đây, gọi là iPhone 11 đúng không ạ? Tức là nó đã qua đến khoảng 20 mấy phiên bản rồi. Cứ 1 xong 1S, 2 xong 2S, 3 xong 3S, 4 xong 4S, 5, 10, 10S kiểu thế đúng không? Thì nó có khoảng 20 phiên bản. Tôi giả sử nếu như mà Apple mà không đổi mới sản phẩm vẫn như thế, vẫn camera như này, vẫn hình dạng như thế này, không có cái gì khác, năm này qua năm khác, thì liệu rằng Apple có bán được nhiều sản phẩm như vậy không? Đúng không ạ? Thế thì vì là nào thì thêm camera mới, ngoại hình mới, giao diện mới, màu sắc mới, rồi thì kích thước mới, tính năng mới, công nghệ mới, đủ thứ trên đời tích vào thì tôi đang dùng 10 thì tôi phải bỏ 10 đi, tôi dùng 11, tôi đang dùng 9 tôi phải bỏ 9 đi, tôi dùng 10. Đúng không ạ? Tôi đang dùng 11 thì tôi phải bỏ đi, tôi dùng 12, 13, ví dụ như thế. Thì rõ ràng là cái tốc độ tái mua của khách hàng sẽ cao lên và cái người được lợi sẽ chính là người bán hàng. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn ra sản phẩm mới cứng, mới cựa, nhưng mà nó vẫn chỉ là cái giao diện như thế này thôi, cái cấu hình, cái ngoại hình như thế này, không có gì đặc biệt cả, thì chúng ta sẽ không bán được. Thế thì chúng ta hãy học Apple cái điều đó. Không phải học theo cách là tôi sẽ sản xuất điện thoại, mà học theo cách là tôi sẽ làm mới sản phẩm, đúng không? Hoặc là cái cuốn sách này cũng thế, các bạn nhìn thấy. Thì tôi có nói với các bạn là tôi sẽ ra cái cuốn sách của Facebook Marketing năm 2020. Cái cuốn trên tay tôi là cái cuốn 2015. Có một cái cuốn 17 và có một cái cuốn 19. Cái cuốn này là cuốn 19. Thì năm nay tôi sẽ ra cuốn 20. Và cuốn 20 thì sẽ khác gì với cuốn 19, đúng không ạ? Những cái nội dung cũ tôi sẽ bỏ đi, cắt, vứt đi. Tôi sẽ viết những nội dung mới vào. Những cái nội dung mà nó đang mới cập nhật mà chưa bao giờ có trong đây thì tôi viết thêm vào, đúng không ạ? Tôi tái cấu trúc lại, tôi thay những câu chuyện khác đi. Thế thì như thế thì khách hàng thấy đã đọc cái cuốn 19 rồi, thấy rất là hay. Đọc thêm cuốn 21 thì nó có thêm khoảng độ 50% cái thời lượng, cái nội dung nó mới nữa thì là người ta chấp nhận đó. Thì cả bây giờ chúng ta cũng phải thay đổi, bởi vì nếu không thì khách hàng vẫn nghĩ là ồ, nó vẫn là cái cuốn cũ thôi, nó chả có gì khác cả, thì chúng ta phải thay đổi. Thế đấy là một số những cái lời khuyên. Bây giờ cụ thể này, lý thuyết này, thì thứ nhất là chúng ta thay đổi bao bì. Cái ruột vẫn như vậy nhưng chúng ta thay đổi bao bì, chúng ta tạo ra những cái bao bì khác nhau để đổi mới, đúng không? Ví dụ như bánh trung thu thì các bạn thấy đấy, bánh trung thu ruột nó giống nhau thôi, nhưng mà các loại bao bì khác nhau là tạo ra những cái sản phẩm khác nhau rồi. Thứ hai nữa là chúng ta thêm cái tính năng, công dụng, đặc điểm mới. Thí dụ như thế này, gọi là tính năng công dụng này. Trước đây cái sản phẩm này không có cái công dụng này thì bây giờ nó có. Ví dụ như là cái áo này tôi mặc thì bình thường thì mặc che mưa che nắng thì đúng rồi, nhưng bây giờ là nó còn thêm kháng khuẩn này, giặt máy vô tư này, hay là gì ạ, không cần là này, kiểu như thế. Thì thêm những cái tính năng mới vào thì người ta sẽ mua cái sản phẩm đó, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta có thể thay đổi hình dạng, thay đổi chất liệu, thay đổi cái cấu trúc của sản phẩm. Thí dụ như là cái sản phẩm trước đây là nó là dạng lỏng, bây giờ mình chuyển sang dạng sệt sệt, đặc rắn đi. Tôi lấy thí dụ như vậy. Hay là mình làm cho sản phẩm trở nên tiện dụng hơn. Ví dụ như là tôi nhớ rằng là một cái sản phẩm rất đơn giản đấy là cái quả dừa mà người ta chọc sẵn cái khe cho chúng ta để ta uống, đúng không? Bình thường chúng ta mua quả dừa cùi xanh dày bịch rất nặng đấy, thế bây giờ người ta tiện, người ta cắt hết cho mình, nó chỉ còn mỗi cái ruột thôi, và từ đó cái ruột đấy thì
chúng ta chọc cái này chúng ta uống rất là đơn giản. Thì đấy chính là làm mới sản phẩm và tiện dụng và cái tiêu dùng nó tăng lên rất nhiều. Hoặc là chúng ta cũng có thể là sẽ nâng cấp sản phẩm. Chúng ta nâng cấp sản phẩm bằng cách là bây giờ camera đang có 10 chấm thì ta nâng lên thành 15 chấm, ta nâng lên thành 20 chấm. Dung lượng của chúng ta đang là gì ạ? 32GB, chúng ta lên 64GB, tức là 128GB, kiểu như vậy. Thì chúng ta nâng cấp sản phẩm, chúng ta thay đổi hình dạng mẫu mã. Trước đây chúng ta có loại 4 inch, bây giờ chúng ta có loại 6 inch, chúng ta có loại 5 inch, kiểu như thế. Thì đấy là những cách mà chúng ta sẽ làm mới. Hoặc là vẫn là bao bì đấy nhưng mà chúng ta lại có những cái ruột khác nhau. Thí dụ như là cái nhân này, nhân này, nhân này. Đấy. Hoặc là cùng một loại rượu chúng ta làm rồi chúng ta pha chế, chúng ta đóng vào các cái nhãn khác nhau và chúng ta định giá khác nhau. Đấy là cách mà chúng ta sẽ làm mới sản phẩm, chúng ta làm đa dạng hóa sản phẩm. Cái điều này để giúp cho các bạn chạy quảng cáo bán hàng trên Facebook hiệu quả hơn. Còn cứ tua đi tua lại vẫn mẫu đấy thì người ta sẽ không mua. Đúng không ạ? Tại sao cái áo sơ mi người ta rất là nhiều rồi nhưng mà thêm một cái chi tiết, thêm một cái cổ, thêm một cái măng xét, thêm một cái ống tay nó khác đi một chút là người ta lại phải mua một cái mới. Là vì vậy, đấy là cái chiến lược về đổi mới sản phẩm. Và trong quá trình đổi mới sản phẩm thì mình luôn luôn cố gắng tạo cái gọi là USP, Unique Selling Point, tức là những cái sự khác biệt trong sản phẩm, khác biệt trong dịch vụ hàng hóa nữa. Thì tôi sẽ có một cái bài video nói về Unique Selling Point cho các bạn. USB đấy là gì, mình làm thế nào để tạo ra được cái USB đấy. Thì kết hợp với cái sản phẩm mới, kết hợp với cái USB đấy, kết hợp với cái giá nữa thì chúng ta sẽ bán được nhiều hàng hơn. Khi đó thì chúng ta chạy quảng cáo hoặc là chúng ta đăng bài trên Facebook hay trên hội nhóm thì chúng ta mới bán được hàng, đúng không ạ? Chúng ta mới bán được nhiều hàng và khách hàng mới trở nên tái mua. Thì đấy là cái lời khuyên của tôi về cái chiến lược về sản phẩm mới nha. Chúng ta sẽ kết hợp nhiều chiến lược và mỗi một cái bài học thì tôi sẽ phân tích cho các bạn. Ok, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào.